Tuần thi đấu thứ 2 của giải đấu PMPL Việt Nam mùa 4 đã kết thúc vô cùng bất ngờ và mãn nhãn. Sau đây, hãy cùng chúng tôi đến với đội hình tiêu biểu và MVP của tuần này nhé. Gương mặt đầu tiên góp mặt trong đội hình tiêu biểu tuần này là Lamborghini đến từ De Sevier. Với phong độ chói sáng của mình, anh đã giúp cho De Sevier dễ dàng vô địch được tuần 2 giải đấu PMPL cùng 5 lần ăn gà. Lối chơi tay cực to, di chuyển thông minh và không ngại bắn nhau, đúng với slogan của đội, đụng là chơi. Lamborghini đã mang về cho anh được 5 danh hiệu MVP. Cá nhân Lamborghini và tập thể De Sevier đã đè tay toàn bộ những đội tuyển trong tuần 2 này và đặc biệt có cho mình được một trận đấu mãn nhãn người xem với số kill giành được là 20. Một cái tên nữa được góp mặt trong đội tiêu biểu tuần này là 80kg của Yumi House. Thể hiện được kỹ năng cực cao của mình trong các trận đấu, 80kg đang là cái tên cực kỳ nổi bật của Yumi House ở thời điểm hiện tại. Tuy tập thể Yumi House vẫn chưa thể hiện được quá nhiều, nhưng với sự xuất sắc của 80kg trong tuần thi đấu thứ 2 thì họ đã có cho mình được 2 lần winner chicken dinner trong tuần và kèm với đó là 2 lần giành MVP cá nhân cho 80kg. Sang tuần tới, nếu cứ thi đấu với phong độ như vậy thì 80kg sẽ có thể gồng gánh được Yumi House đến với vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng. Thi đấu không được thành công ở tuần đấu đầu tiên, nhưng sang đến tuần thứ 2, với sự kinh nghiệm và lối chơi của mình, Made in Việt Nam đã lấy lại được phong độ và có được vị trí thứ 2 chung cuộc. Người nổi bật trong đội hình của Made in Việt Nam có thể nhắc đến cái tên Ben P khi có cho mình một trận đấu cực kỳ bùng nổ với số kill là 7, với lối chơi thông minh, qua đó giúp anh giành được một danh hiệu MVP cá nhân trong tuần thi đấu thứ 2 này. Ben P xứng đáng góp tên mình trong đội hình tiêu biểu lần này. Có cho mình 2 danh hiệu MVP, tuyển thủ của 3CL Legend, Chu đã thi đấu cực kỳ tốt sau khi ở tuần 1, anh và đồng đội đã không thi đấu tốt và mất vé đến vòng Super Weekend. Sang đến tuần 2, 3CL Legend và Chu đã hoàn toàn lột xác khi thi đấu cực bay ở vòng Weekdays khi có thứ hạng cao, kèm với đó là một slot tham dự Super Weekend. Với kỹ năng cá nhân tốt và hướng di chuyển uyển chuyển, Chu đã giúp cho đội mình có được 2 lần winner chicken dinner trong tuần đấu này. Cái tên cuối cùng góp mặt trong đội hình tiêu biểu lần này có thể nhắc đến Chua, player của đội VGaming. Từ tuần 1 đến tuần 2, Chua vẫn luôn thể hiện được giá trị bản thân mình trong đội hình của VGaming, khi anh cùng với Porsche luôn là những người có tổng số kill cũng như MVP nhiều nhất của đội. Nói về độ tay to thì Chua có cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Kèm với đó là một chiến thuật di chuyển tốt của VGaming đã giúp cho player này giành được cho mình 2 danh hiệu MVP cá nhân ở tuần thi đấu thứ 2 này. Và MVP của tuần này không ai xứng đáng hơn cái tên Lamborghini, khi anh có một chỉ số cá nhân cực cao, kèm với đó là lối chơi gặp ai cũng giết khiến cho đối thủ khó thở trong mọi trận đấu. Thực sự giải đấu PMPL Việt Nam mùa 4 năm nay đang sinh ra là để cho cá nhân Lamborghini và tập thể De Sevier thể hiện được mình đang là vị vua của PUBG Mobile Việt Nam thời điểm hiện tại. Và đó là những gương mặt trong đội hình tiêu biểu tuần thứ 2 này. Liệu tuần sau ai sẽ là cái tên xứng đáng được góp mặt trong đội hình tiêu biểu? Hãy cùng chờ đón xem nhé! Còn theo bạn, bạn thích player nào và ấn tượng với màn trình diễn của ai trong tuần thi đấu thứ 2? Hãy comment ở phía dưới để thể hiện quan điểm của mình nhé! Giải đấu PUBG Mobile Pro League mùa 4 chính thức khởi tranh từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021. Đón xem ngay vào lúc 16:30 hàng ngày trên các kênh sóng của PUBG Mobile Việt Nam. Next Generation, thế hệ của những chiến thắng khác biệt.